hết hồn với những bàn tay lổm ngổm thò lên từ dưới cây cầu và sự thật đầy bất ngờ phía sau. Mới đây, một đoạn clip làm ai khi mới xem qua đều không khỏi rén ngang khi hàng loạt những bàn tay liên tục thò lên để xin ăn một cách khó hiểu. Từ những gì quay lại cho thấy, một người phụ nữ đang đưa thức ăn bỏ vào khe nhỏ để cho những sinh vật kỳ lạ bên dưới một cây cầu gỗ. Tuy nhiên, điều đặc biệt làm ai cũng sởn gai ốc đó là những sinh vật này không xuất hiện mặt mũi, chỉ thò mỗi bàn tay qua khe nhỏ trông hết sức đáng sợ. Đoạn clip ngắn quay lại cảnh tượng này sau khi đăng tải đã khiến không ít người bán tín bán nghi liệu sinh vật bên dưới cây cầu là gì mà có bàn tay ma mị đến thế. Tuy nhiên, sự thật lại không giống chúng ta nghĩ khi một số người đã phát hiện ra con vật ấy chẳng hề đáng sợ, thậm chí là có vẻ ngoài đáng yêu. Chính xác, những con vật ấy là raccoon hay còn gọi là gấu mèo. Đây là loại động vật lém lĩnh và rất thông minh. Chúng cũng là một trong những tên trộm khét tiếng nhất của thế giới động vật khi ăn cắp không chừa một thứ gì, từ đồ ăn cho đến trang sức. Gấu mèo raccoon là loại có bàn tay vô cùng khéo léo. Chúng có 5 ngón chân trên bàn chân trước và chân sau, đặc biệt là chân trước rất khéo léo và trông như những bàn tay mảnh mai của con người. Gấu mèo không hề nhát người, thậm chí chúng nó mặc dày tới mức kéo cả đàn đến nhà người ta để xin ăn. Không xin được, chúng sẽ tìm cách ăn trộm nhờ khả năng leo cây tốt và đôi bàn tay như tay người.